chia sẻ video kỷ niệm cuối cùng của Tuyun với hai bé rái cá này trước giờ mấy bé về vườn quốc gia nha. Thì đây là bữa ăn cuối cùng của mấy bé với Tuyun. Tuyun cho bé ăn cá đông lạnh, là luộc cá lên xong rồi múc ra cho bé ăn. Có một phần là hâm nóng, còn một phần là để cá lát xê luôn. Tại bởi vì cái con đực á, ti ti á, thì nó thích ăn nguội, còn cái con chị của nó đó thì thích ăn lạnh lạnh, cá đông vậy đó. Đó, còn con chị không chịu thích ăn cái cá mà nó đã ấm, nó bở ra, nó không thích ăn, nó thích ăn cá nguyên cục vậy đó. Thì bên vườn quốc gia về á, cho nó ăn cá chín trước. Nó mà được ở đó lâu á, thì bắt đầu làm cái cá, càng ngày mình càng luộc nó chín tái, rồi dần dần mới cho nó ăn sống luôn, chứ không phải là nên cho nó ăn sống liền là nó sẽ bị tiêu chảy chết. Bởi vì cái con rái cá ti ti nhỏ này, cức của nó đang có dấu hiệu là không có được tốt, cức của nó còn lỏng và cức của nó có màu nâu, chứng tỏ là thành bao tử của nó đang có vấn đề từ trước rồi. Và tôi đang chữa thì nó đang rất là khỏe, rất là mạnh lên luôn, ăn uống rất là ngon, ăn híp mắt lại luôn, phê. Nhưng phân đi chưa có tốt thì ăn đồ chín như vậy thì mới tốt cho nó, để nó không có bị đau bụng. Còn con chị thì quá khỏe rồi, hai đứa ăn rất là ngon miệng, ăn như một diễn viên ASMR. Lên trên mạng các bạn coi những YouTuber ngồi ăn thịt động vật rồi quay clip nhai tạo âm thanh này kia, chưa chắc hay bằng âm thanh của mấy đứa này nhai nè. Đây, hãy lắng nghe những âm thanh này, sự hiếm hoi. Đây là rái cá Oyster ASMR, hiệu ứng tạo âm thanh của rái cá khi ăn cá. Các bạn cứ lấy clip này về nha, thoải mái nha mọi người. Nhấn like video của Tuyun, lấy clip về chia sẻ thoải mái. Clip không có chặn bản quyền. Không, no, no. Rồi xong, ăn xong vô đây quẹt mỏ. Ăn xong rồi gãi kìa. Coi gãi kìa. Gãi như sao vậy? Rồi, ăn xong rồi leo lên mình, tôi quẹt mỏ rồi gãi, ngứa chỗ này nè, nó ngứa chỗ này. Với lại rái cá nó mà ăn uống không đủ chất, con mắt của nó sẽ bị mù. Cho các bạn coi kỹ, con mắt rái cá nó có một cái lớp màng nữa, lớp màng đó để cách nước giống như là kính bơi vậy. Mà ăn uống không đủ chất đó, thì cái màng đó nó sẽ bị viêm, nó không có phát triển tốt được, rái cá sẽ không nhìn được ở trong nước rõ ràng, và nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó không có nhìn rõ được đâu. Cho mấy bạn coi cái màng coi, đó đó, con mắt nó có cái màng không, các bạn thấy cái màng đó không? Cho mọi người coi cái màng mắt của con đi, cái màng mà con nhíu mắt lại hơi hơi khi con bơi trong nước á, khi bơi trong nước là mắt nó nhíu nhíu là chứ không phải mở ra đâu, để cái màng đó nó vừa che qua con mắt nó thôi đó. Đây, còn khi trên bờ thì cái màng đó nó không có che con mắt nó lại, và cái màng đó rất dễ bị viêm. Những bạn nuôi rái cá làm thú cưng cho ăn không đủ chất, hay là nước dơ vô trong mắt nó thì cũng hư cái màng, và cái màng mắt của nó là tuyệt đối không thể nhỏ thuốc, nhỏ mắt của con người vô được khi bị viêm.
Bởi vì cái thuốc nhỏ mắt của con người khi mà nhỏ vô một cái là nó đục thủy tinh luôn, nó hư mắt. Nè con này đang ăn rồi, xong thằng này leo qua luôn, xong hai đứa luôn, rồi xong một đống cá luôn. Ăn chưa xong đi đâu. Con nhỏ này á là nó theo con chị nó, hai chị em là đi chung một đôi. Con chị á thì lúc nào cũng ăn và nhanh và nhiều, còn con em thì ăn rất là chậm và lâu. Ở trong đây ăn xong rồi đi bơi, không có đi ra nữa. Không. Con em á thì rất cần tình cảm của cha mẹ. Con thằng nhỏ em này nè, còn con chị thì ham chơi, còn em là rất thương cha mẹ. Mà bị mất cha mẹ rồi, giờ coi tôi cũng như là cha mẹ. Rồi xong. Đi đâu đó? Ăn uống chưa xong đi đâu? Ôi giời ơi. Nước vô lỗ tai, nước vô lỗ tai. Con này nó nước vô lỗ tai. Cho coi lỗ tai coi. Cho mấy bạn coi kỹ tụi con coi. Ở đây coi lỗ tai. Nó bị nước vô lỗ tai sao kỳ vậy hả? Quậy rồi đi chơi. Đi chơi. Đi chơi hả? Cho đi bơi nè, đi chơi. Muốn không? Đi bơi nữa nha, không ăn là đi bơi nữa nha. Gần tới giờ đi rồi. Thế tắm rửa bơi lội lần nữa cho sạch sẽ. Không có. Ok mấy bạn ơi, mình giải quyết tụi nó đây, cho tụi nó đi bơi cái nữa đây. Tạm biệt mọi người. Thấy tụi nó ăn cá không? Đi đâu đó? Quê rồi. Tôi ôn quê con rồi. Con phải vô trước làm gương cho em con. Vô đi. Chị con đi rồi. Làm sao? Đi kiếm chị con đi. Coi chị con đâu rồi. Sợ chưa? Mất bà chị rồi. Đi kiếm bà chị coi. Coi nó có tìm được chị nó không nha. Nghe chị nó kêu cứu. Rồi ngủ luôn. Rồi nghe chị kêu cứu rồi không thèm cứu luôn kìa. Biết gì đâu cứu. Chị bị phạt rồi. Còn cá này hồi cho ăn nữa. Giờ hai đứa đi bơi tiếp. Đâu coi. Bụng con coi. Trời ơi, nó ăn cái bụng nó cứng quá vậy luôn á hả? Thôi đi bơi nha. Tạm biệt các bạn. Video cuối cùng chia sẻ về mấy em lấy cá. Mọi người coi ít quá. Mọi người coi đông đông những like mới duy trì được. Coi ít quá không duy trì đâu. Tắt đây. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp giải cứu lấy cá lần khác của Tuy Un. Chiếu like nha mọi người.